Chào ngày mới tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay thì mình cũng tiếp tục cái công việc của mình như mỗi ngày thôi. Thì mình đang làm đất lan. Hiện tại giờ mình cũng đang sửa cái bờ. Cái bờ này thì hiện tại giờ nó bị lở hết rồi. Để mình ở đây. Nó bị lở ở mé bờ á, nên giờ mình móc cái lớp đất ở phía trong nó ra, rồi đất cứng ở trên là mình tuôn xuống, rồi mình dán cái bờ lại, thì cũng giống như mình đang làm đây. Đoạn này thì mình cái bận này thì bận đi ra cái cống, cái đường nước nó rất là nhỏ nên mình đi tới, rồi một chút nữa mình đi ve ra, rồi mình sửa tới đây rồi mình sẽ làm hết cái vòng đai ở trong kia. Chắc là bữa nay, chắc một ngày nay chắc có thể mình không không rồi mất đất của chú. Thì sáng ngày thì mình cũng làm được một tiếng mấy rồi. Đây ra ngoài chắc còn khoảng cỡ một tiếng mấy, có 2 tiếng nữa, tại vì mình phải móc ra rồi mình bỏ đất lên đó, mình nện cho nó dẻ dặt được. Chứ này mình móc ra mình cứ đi sơ 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 không, cái khi mà chú lấy nước ngoài vô á cái nó lở hết. Mình đang bỏ đất lên thì nó cũng khá là cao. Cái đường mương này cũng rất là sâu, nên mình nếu mình lấy nước vô cho nó dâng cao quá thì xà lan mình nó lắc. Lúc nãy mình làm á thì ngay chỗ gần cái cống á gom lại cua nhiều quá trời cua luôn. Thì mình có chú đất đó nữa, nói chú ơi có một con cua này cho con chú ơi. Thì chú nói trời ơi lấy đi con ơi. Đây. Cua này ở đây thì chú đất thường người ta thả cua mà kêu là cua nhướng mình á. Là con cua nó nhỏ xíu à. Và mình nhìn nó là mình nhướng lên á, mình mới thấy nó hiện tại dành bự vậy nè. Bốn mình bắt được không em? Em không dám. Em bắt rụng hết 2 giờ rồi.
cua bự dữ ha. Dạ. Yeah. Nãy quá trời luôn, lấy con màu à. Lấy nhiều với kẹt lắm à. Lấy thôi chứ đừng có bán nha. Đừng có bán. Như mình làm thì mình xin con ăn thì cũng bình thường à, chứ không có gì hết trơn. Tại vì mấy chú đất á, thấy mình có con nhỏ á. Mạnh quá. Trên cái vành đai của cái đập bốn mấy công này chắc tới chiều là xong rồi, rồi mình đợi chú lấy nước, rồi khi nay có nước xong rồi mình sẽ qua đập kế bên. Thì mình làm ăn giờ, chủ đất muốn làm sao thì mình làm vậy. Chú nói lấy đường mương cho sâu đất cứ bỏ lên, tại vì bờ của chú còn bự lắm với lại cao nữa, cứ bỏ đất thoải mái. Với lại đường đan á, nên chú chủ đất có kè ra để giữ cái đường đan cho bà con cô bác anh chị ta dân ở đây ta đi tới lui. Qua hết khúc đường đan rồi nên ông xã mình không có kè ra. Chú đất đang ngồi là chỗ đó cái đập mình ra. Giờ mình tiến hành là mình dời cái đất khô lại. Để khi mà mình ra cái đập á thì mình có đất khô để mình đắp cái đập cho nó kiên cố. Một phần là do cái đập mà mình vô á, cái mình đã móc đi một lần rồi, cái đất nó bị mềm rồi. Bây giờ mình giờ đất khô đi lại đằng ở chỗ cái đập đó, rồi đất nhão rồi mình trả về cái vị trí này lại. Như cái bờ này mình cũng đang làm đó, đang làm bờ đó.
Bữa nay mình được nghỉ sớm một bữa rồi. Nãy mưa quá trời mưa luôn. Chú đất nói thôi còn lúc đầu thì chú tính làm tới cái bờ ngang ở chỗ đoạn đó là xong rồi đó. Mà chú nói thôi nghỉ sớm mà con ơi. Mai mình vô trong ruột ở trống mình làm chừng buổi nữa. Thì chú nói vậy thôi mình nghỉ luôn. Nay mình nghỉ sớm rồi. Đây là cái đập để đường mình ra. Còn cái lượng đất này thì mình thủ khi mà mình qua bên bển rồi đó. Rồi mình sẽ đắp lại. Ở ngoài kia thì còn 4 chủ nữa. Mấy anh mấy chú đang đợi mình ở ngoài kia. 4 chủ rồi xong rồi mình mới ra cái đường đan. Thôi thì mình cũng xin tạm dừng cái clip này ở đây. Mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn. Mình xin chúc sức khỏe tất cả các bạn.